mọi người, lại là Pam đây. Và trong video lần này thì mình sẽ làm một thứ khá là khác biệt so với các video khác. Đấy là trong video hôm nay thì mình sẽ cùng với mọi người trang trí cái cuốn sổ bìa cầu mà mình sẽ sử dụng cho năm học mới này. Đây, mình sẽ cho mọi người xem. Chính là cái cuốn này. Mình có làm một cái video trên kênh Tiếng Anh, làm kiểu những cái thứ mà mình mua cho năm học này ấy. Thì mọi người thích, mọi người có thể xem, mình sẽ link nó ở trên này hoặc trên này, trên anyway. À, với những ai chưa biết thì năm học sắp tới đây mình sẽ bước vào học chương trình A-Level. Và cho chương trình A-Level của Cambridge thì bọn mình có được lựa chọn, ở trường mình thì được lựa chọn 4 môn học. Đấy, thì mình chọn môn kinh tế, kinh doanh, tâm lý học và toán. Thì mình nghĩ là toán thì mình sẽ có thêm một quyển vở để mình kiểu vừa viết xong rồi vừa làm bài tập ấy. Còn những cái môn kia thì bởi vì phần lớn là lý thuyết, cho nên là bọn mình, không phải bọn mình sẽ kiểu viết vào những cái tờ giấy A4 đã đục lỗ sẵn ấy, những cái loose leaf papers đấy. Và sau rồi mình sẽ tổng hợp lại tất cả mọi thứ trong một cuốn sổ bìa còng. Bởi vì mình nghĩ là như thế thì nó sẽ rất là gọn gàng hơn nhiều. Và mình có mua thêm cả đồ trang trí nữa. Đây này, mình rất là háo hức để được kiểu trang trí và thử sáng tạo xem là mình sẽ làm ra được cái gì về cái đống đồ trang trí đấy. Vậy thì thôi, chắc là nói đến thế rồi nhỉ. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Đây, nói chung là đây là tất cả những thứ mà mình sẽ dùng trong trang trí. Thì đầu tiên là mình có tấm bộ postcard như này. Đấy, thì cái bộ này mình có thể lấy ra và kiểu nó là theo cái dạng dây như này này. Đấy, nó có rất nhiều ảnh kiểu hình xinh xinh ấy. Tiếp theo là mình có hai cái set postcard như thế này. Mà mình thì khá là thích màu của cái set này cho nên mình nghĩ là mình sẽ dùng nó. Mặc dù cái này phải dùng băng dính. Đấy, đây là một cái set postcard nữa mà trông nó như kiểu ảnh Polaroid ấy. Đấy, ôi, đây là cái set sticker kiểu giấy craft mình có thể xé ra xong rồi kiểu dán. Đây, sticker tranh Matisse nhá. Rồi là note này, nhưng mà note này mình sẽ không dùng trong cái việc trang trí. Xong rồi mình khá là thích cái bông hoa này. Mình nghĩ là mình sẽ cắt một cái phần cành này ra, xong rồi mình sẽ dán lên trên này. Nói chung là cái ý tưởng chung là như thế. Thì mình muốn là nó khá đơn giản thôi, nó mình không muốn cọc quá nhiều ấy. Thế là bắt tay vào luôn nhá. Đầu tiên thì mình sẽ xem qua mấy cái postcard này đã. Mình thì thích cái chất liệu của cái bên này hơn bởi vì nó có vẻ là bền hơn ấy. Nó dán ở bên ngoài, à không, vẫn thế. Có thể dán cái này. Thực sự là mình không có tí ý tưởng nào luôn ấy. Thế thì mình sẽ chọn băng dính trước bởi vì mình không biết bắt đầu từ đâu cả. Mình sẽ chọn ra, chắc chắn là mình sẽ chọn màu này. À không không, đây cái màu bên này. Giờ mình thích cái màu dưới hơn. Đây. Mình muốn có hai cái cuộn này với cả cái màu này và màu này. Chọn lại mình sẽ cắt vào. Rồi cứ để đây đã. Bây giờ thì mình sẽ phải chọn bởi vì mình nghĩ là mình chỉ cần khoảng
4 đến 5 cái ảnh ở trên này thôi. Mình cũng không muốn có quá nhiều ấy, thì mình sẽ bỏ lại hai cái này đầu tiên này. Mình không thực sự là rất thích hai cái đấy. Mình sẽ để lại cái này, hoặc là cái này. Cả hai cái đều rất xinh. Okay. Mình sẽ lấy 4 cái thiệp postcard này để cho cái mặt đầu của bìa còng đấy. Cùng đến đây. Ok, cũng có gọi là một chút idea rồi, cho nên là mình sẽ cứ bắt đầu trước xem như nào. Bởi vì này, mình sẽ xé cái tờ này ra. Đứng ở đây. Xé mấy chỗ này nữa. Đây là phần mặt trước mà mình đã làm. Đấy, bây giờ thì mình sẽ quay sang mặt sau để mình làm. Ok, mặt sau thì không có nhiều đâu. Mình đang cân nhắc là mình sẽ hoặc là để một miếng ở đây này, như này, xong rồi viết tên lên, thế thôi. Hoặc là mình sẽ để cái miếng này gần cái miếng này hơn. Còn mình sẽ nhét vào trong. Thật ra là với mình thì như thế này đã là khá là hoàn thiện rồi. Mình không biết là mọi người có thích nó hay không, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình trang trí, cho nên cũng gọi là mình cũng khá là happy với cả cái thành quả như thế này. Đây, rồi quay ra đây. Đấy, ôi, zoom to quá. Ok, thế thì mình nghĩ là mình cũng chỉ muốn nó đơn giản như thế này thôi.
mình nghĩ là mình cũng chỉ muốn nó đơn giản như thế này thôi. Nếu mà mấy nữa có gì thì mình sẽ lại trang trí thêm. Ok mọi người ạ, đây là cái đống bừa bộn bãi chiến trường mà mình tí nữa sẽ phải dọn đi. Và đây là cái mà mình đã làm. Ồ, mình còn phải viết chữ vào đây nữa, mình quên mất. Viết chữ vào, xong rồi đây mặt sau của mình thì có cái mẫu giấy này. Đây là cái quả chữ xấu nhất là mình từng viết từ trước đến nay ấy. Đấy, nhưng mà mình nhét vào đây để đề phòng nó bị kiểu gì đấy, bị tiếp xúc với nước các thứ. Bởi vì cái phần đấy của binder này rất là hay bị đặt xuống dưới bàn, mình không biết là dưới bàn có cái gì. Thì bây giờ mình sẽ viết chữ vào cái phần này này. Nói chung là mình khá là happy với cả cái kết quả như thế này. Đây là lần đầu tiên mình trang trí mà, cho nên là được như thế này là mình thấy vui vui rồi. Đây còn cả mặt sau nữa này. Đấy. Thế thì anyway, mình lấy cái này ra chút. Thế thì anyway, mình nghĩ thế này, đến đây là kết thúc của video này rồi. Mình hy vọng là qua cái phần làm không chuyên nghiệp, không có kinh nghiệm này của mình thì mọi người có thể thấy là cái việc trang trí này cũng có thể hay hay và mọi người có thể mua về để làm. Mình recommend một số địa điểm mua đồ trang trí ở Hà Nội như là Dot Grid này, Art Therapy hoặc là The Journal Things. Mọi người đều có thể, mình sẽ link Insta của họ ở dưới. Mọi người đều có thể đến những cái cửa hàng đấy để mua những cái món đồ này. Những cái đồ của mình thì phần lớn là mình mua ở Art Therapy vì lần trước mình có đến đấy với bạn. Đấy, thì mình hy vọng là mọi người thích video này. Và mình xin lỗi là cái góc quay intro của mình nó hơi tệ một chút. Đấy, nhưng mà lát nữa thì mình sẽ phải dọn hết toàn bộ cái đống này này. Mọi người có nhìn thấy không? Đấy, toàn bộ cái đống này mình bày ra. Thế thì mình rất hy vọng là mọi người thích video này. Và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.